Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả cùng đến với chương trình Trò chuyện cùng thời gian. Chúng tôi xin được phép giới thiệu những người sẽ cùng đồng hành với quý vị trong suốt chương trình này. Đó chính là những nghệ sĩ trong ban nhạc Thời Gian và nhóm bè Cadillac. Cùng với lời chào, xin được phép gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị, những ai đang có mặt tại nhà HHTV cũng như quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Trò chuyện cùng thời gian. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Sáu tuần thứ Hai hàng tháng trên HTV9 cùng với các nền tảng khác của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, thời gian rất nhiệm màu. Đôi khi sẽ làm bào mòn tất cả mọi thứ, nhưng lại làm cho chúng ta yêu quý những giá trị của cuộc sống hơn. Nó sẽ làm chúng ta trân trọng những gì đã đi qua trong quá khứ, trân trọng những gì của ngày hôm nay để tặng cho tương lai những giá trị tốt đẹp nhất. Và ngày hôm nay, trong chuyến xe đặc biệt của chương trình đưa tất cả những quý vị khán giả đến với một vùng đất mới, thông qua những câu hỏi vui của chương trình xem như tấm vé thông hành của ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên, xin mời quý vị chúng ta nhìn lên màn hình. Đây là hoa gì ạ? Dạ, xin mời bạn trai ở phía trước đây ạ. Đây là hoa tam giác mạc. Bạn có chắc không? Mình chắc. Bạn có thấy nó thiệt sự ngoài đời chưa? Dạ, mình chưa có cơ hội lên. Là bạn nghe mét thôi đúng không? Không, mình xem qua phim ảnh. Và đây là một đáp án chính xác. Quý vị thân mến, hoa tam giác mạch có hình dáng tam giác đặc trưng với ba cánh hoa nổi bật và hợp lại thành một vòng tròn hoa rất đẹp mắt. Hoa nở đẹp nhất vào thời điểm từ tháng 10 đến tháng 11 dương lịch hàng năm. Câu hỏi số 2, xin mời. Đây là món ăn gì hết? Xin mời chị ở phía bên trên này ạ. Dạ, món này là món gà nướng cơm lam. Món này bạn đã ăn bao giờ chưa? Dạ, có ăn. Ngon lắm đúng không? Dạ. Và đó cũng chính là một đáp án chính xác. Quý vị thân mến, cơm lam Tây Bắc được nấu bằng cách cho gạo nếp, cái hoa vàng vào cây nứa non rồi nấu. Cơm lam ăn cùng với gà nướng, cá nướng, thịt nướng, vân vân các loại nướng, hoặc là chỉ đơn giản là muối vừng thôi cũng sẽ rất là ngon, giữ nguyên được cái vị thơm ngon tinh hoa của nó. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc. Xin mời. Là ca khúc gì? Dạ, xin mời bạn trai hàng đầu tiên giơ tay rất sớm. Nghe thì em đoán là bài In Là Ơi đúng không ạ? Bạn hỏi Tùng thì Tùng sẽ trả lời bạn, đây là một đáp án chính xác. Đây là bài In Là Ơi dân ca Thái. Và tiếp tục, sau đây sẽ là một điệu nhạc có gắn liền với một điệu múa, đó là điệu múa nào? Tôi muốn một anh bộ đội trả lời được không ạ? Có anh nào không ạ? Có một chiến sĩ nào giơ tay không ạ? Hậu phương đã giơ tay nhưng mà tiền tuyến sẽ trả lời, xin mời. Dạ, em đến chương trung đoàn gia đình là em bài hát là Búa Sạp. À, đây là giai điệu hay thường dùng cho điệu múa được gọi là múa sạp. Và đó là một đáp án chính xác. Đồng chí ơi, đồng chí có biết nhảy sạp không? Đồng chí mà biết là chút nữa chúng tôi sẽ dựng sạp ở trên sân khấu cho đồng chí lên đó, đồng chí coi chừng nha. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 5, câu hỏi cuối cùng để chúng ta chuẩn bị lên đường. Sau đây sẽ là giai điệu của bài hát gì? Xin mời. Bài gì ạ? Ô, vỗ tay sung quá nè. Mọi người đều biết ạ. Dạ, xin mời cô ạ. Bài này là bài Giải Phóng Điện Biên ạ. Đây là ca khúc Chiến Thắng Điện Biên, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Không sao, đôi khi mình lộn chút xíu, nhưng mà dù sao thì mình cũng đã đúng được cái chữ Điện Biên là chữ quan trọng nhất. Bởi vì tháng 5 này, đội A1 cách đây 70 năm đã tạo nên một chiến thắng vang dội của Việt Nam mà khắp năm châu bốn bể đều phải ghi nhận. Đó chính là chiến thắng Điện Biên Phủ mà Pháp buộc phải đầu hàng và ký Hiệp định Geneva vào năm 1954. Và đặc biệt hơn nữa là vào năm nay chúng ta vừa tròn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, một con số rất đẹp, rất đáng tự hào của người Việt chúng ta. Một lần nữa chúng ta thấy được rằng một tinh thần hào hùng của đất nước, của dân tộc và một chiến thắng luôn luôn làm cho người Việt tự hào và luôn nhớ đến những lãnh đạo, những chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua các thời kỳ.
Ngày hôm nay, đội A1 đã nở hoa rất đẹp để chờ đón 70 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại nhà hát HTV, xin quý vị dành một tràng pháo tay cho đội A1 để ăn mừng chiến thắng này. Và đây cũng chính là tứ ban đầu để tất cả anh chị em ban biên tập chúng tôi dẫn dắt chuyến xe đặc biệt của quý vị, chúng ta tiếp tục chuyến hành trình lên những miền cao. Và lần này sẽ là một vùng rất xa, đó chính là vùng Tây Bắc. Và chủ đề lần này của trò chuyện cùng thời gian đó chính là tình ca Tây Bắc. Chúng ta sẽ cùng đến với nơi này với phần đầu tiên trò chuyện cùng Thanh Xuân. Ở đây ai đi Tây Bắc rồi, giơ tay Tùng xem thử. À, cũng nhiều ha. Tùng nhìn vào gương mặt thì Tùng thấy là đa số là các chú, các anh chị là đi rồi. Các bạn trẻ có người đi rồi, có người chưa. Đặc biệt là các anh chiến sĩ là chưa có cơ hội đi Tây Bắc. Đúng không ạ? Mong là trong thời gian thật ngắn thôi, các anh chị sẽ có cơ hội đi Tây Bắc. Và với trò chuyện cùng Thanh Xuân lần này, xin được phép trò chuyện với Tây Bắc bằng những loại hình nghệ thuật khác nhau mà tất cả những người yêu nghệ thuật là khán giả của HTV đã đi qua. Thật ra chúng ta đã đi Tây Bắc từ bé rồi. Hồi nãy In Lạ Ơi là một trong những ca khúc mà khiến cho bất cứ một cái cô bé, cậu bé nào mà hát cái bài dân tộc Thái này cũng đều đã có một chút xíu mường tượng về một cái vùng đất xa xa nào đó. Có thứ âm nhạc rất là khác so với những bài hát mình nghe hàng ngày. Hoặc là quý vị có nhớ hồi nhỏ vào đoạn độ mẫu giáo hoặc là cấp 1, chúng ta sẽ có bài đi học không ạ? Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi. Ngoài In Lạ Ơi, Điệu Múa Sạp và bài hát đi học mà lúc nãy Tùng vừa nhắc đến, có lẽ chúng ta cũng đã lớn lên với Tây Bắc với những hình ảnh khác. Ví dụ như là Tùy Bút Sông Đà nè, Tây Tiến và đặc biệt là vợ chồng A Phủ. Tùng còn nhớ một cái đoạn như thế này trong truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ của Tô Hoài. Đó là Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, sắn một miếng, bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Trong đầu Mị đang nghĩ rập rần tiếng sáo. Mị muốn đi chơi, Mị cũng sắp đi chơi. Không hiểu sao, hồi 17 tuổi Tùng mê cái đoạn này dễ sợ lắm. Là bởi vì Tùng thấy sao mà cái khát vọng được đi chơi của cô Mị nó dữ dội đến như thế, y chang mình vậy. Thì ra ai cũng có khát khao được bung cánh cửa ra để bước ra ngoài kia của cả một thế giới tự do của tình yêu và cuộc đời. Và Tây Bắc đã đến với mọi người bằng tất cả những hình thức đó. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi trên màn hình để thấy Tây Bắc qua những thước phim của những bộ phim Việt Nam đã miêu tả ra sao. Vợ chồng A Phủ chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Tô Hoài, đạo diễn Mai Lộc. Kìa! Thung lũng hoang vắng, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Phạm Nhuệ Giang. Đó, các em cũng đi học. Chuyện của Pao chuyển thể từ truyện ngắn Tiếng Đàn Môi Sau Bờ Rào Đá của nhà văn Đỗ Bích Thúy, đạo diễn Ngô Quang Hải. Anh Phúc Lâm Tình Thắm Sapa, đạo diễn Hoàng Thanh Du. Biết khi nào mới về bản. Trong điện ảnh và truyền hình, những tác phẩm lấy đề tài Tây Bắc luôn gây sự tò mò và hấp dẫn với khán giả bởi bối cảnh mênh mông non nước, những bộ trang phục đậm chất dân tộc, những giai điệu nhạc phim ấn tượng và câu chuyện đời thường chân thực về một vùng đất mà không phải ai cũng có dịp ghé thăm. Đó có thể là câu chuyện về những cô giáo, thầy giáo vùng xuôi mang con chữ đến với các em vùng cao. Đó có thể là tình yêu thi vị của những đôi trai gái. Đó cũng có thể là câu chuyện về lý tưởng của người trẻ muốn quê hương mình được phát triển văn minh hơn. Có thể thấy, các bộ phim lấy đề tài Tây Bắc đã và đang góp một tiếng nói về sự đa dạng bản sắc của các dân tộc anh em trong đại gia đình Việt Nam, mở cánh cửa cho công chúng hiểu thêm về phong tục tập quán của đồng bào vùng cao. Cho dù nội dung có khác nhau, nhưng thông điệp luôn có một mẫu số chung mà mọi người đều hướng đến. Cái chân thiện mỹ, niềm tin vào sự thiện lương của con người. Âm nhạc cũng là một điểm nhấn đặc biệt trong những tác phẩm Tây Bắc. Thậm chí có những bản nhạc phim đã thoát ra khỏi bộ phim và trở thành ca khúc độc lập, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và công chúng yêu nhạc. Thank you.
có sao chiều sao sớm. Chiều có tiếng kèn ai đó kèn hát lên những lời mong chờ, dù đi về rừng đường đi xuống núi, trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người yêu nhau, đường đi về rừng đường đi xuống núi, trời chỉ có núi chỉ có hai người. Cảm ơn ca sĩ Đào Mát. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là bài ca Trên Núi. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, sáng tác cho bộ phim Vợ Chồng A Phủ của đạo diễn Mai Lộc vào năm 1972. Đây là bộ phim mà gắn bó với tất cả chúng ta thông qua truyện ngắn của nhà văn Tô Hoài, đúng không ạ? Nói về tình yêu của Mỹ và A Phủ. Điều đặc biệt của Tây Bắc đó quý vị, đó chính là thông qua những câu chuyện về lịch sử, chúng ta luôn luôn thấy là tình yêu rất đẹp. Mà mãi đến sau này, Vợ Chồng A Phủ vẫn là một thứ rất đẹp mà nhiều nghệ sĩ Việt Nam tiếp tục mang ra để đưa vào các tác phẩm đương đại của mình. Mà nói đến cái ca khúc vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ biết là người hát đầu tiên ca khúc này đó là nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng.
Thế nhưng với giai điệu rất đẹp, độc đáo và lời hát như thơ thì bài ca Trên núi đã được nhiều ca sĩ sau này thể hiện và từ đó cũng đã có đời sống độc lập riêng của nó. Và điều đặc biệt là cũng đã được đưa vào trong chương trình giảng dạy tại các trường về âm nhạc để thấy được tính quy chuẩn của ca khúc này mang đến những âm sắc rất riêng của Tây Bắc và cũng mang đến phần thể hiện kỹ thuật thanh nhạc rất đặc biệt của những người hát bài hát này. Vừa rồi đó chính là nét đẹp của vợ chồng A Phủ nói riêng và những tác phẩm liên quan tới Tây Bắc nói chung. Nó có thể chỉ là một lát cắt rất nhỏ trong cuộc đời của mỗi người. Có ai đó chưa từng đi Tây Bắc cũng sẽ yêu một chút Tây Bắc trong trái tim của mình, đúng không ạ? Còn bây giờ, phần tiếp theo của chương trình đó chính là trò chuyện cùng Tri Kỷ. Và cứ mỗi một lần mà làm cái chương trình này á, thì các anh chị em ban biên tập của chương trình Trò Chuyện Cùng Thời Gian luôn luôn cố gắng làm sao thay đổi các cái hình thức của chương trình để tạo ra những cái điều khác nhau. Và với lần này thì Trò Chuyện Cùng Tri Kỷ xin được phép đưa đến với quý vị một nhân vật đặc biệt. Nếu như chúng ta luôn luôn xem nghệ sĩ là một người tri kỷ của khán giả, thì người nghệ sĩ này cũng là một người tri kỷ của Tây Bắc. Anh đã dành gần như là trọn vẹn tình yêu và sự nghiệp của mình dành cho Tây Bắc. Và nãy giờ là anh cũng có xuất hiện trên sân khấu đó thưa quý vị. Tùng chưa có kịp giới thiệu anh đâu, Tùng muốn quý vị vỗ tay trước cho tất cả những nghệ sĩ trên sân khấu đã. Bởi vì Trò Chuyện Cùng Thời Gian là một chương trình rất đặc biệt, chương trình nhạc sống biểu diễn tại chỗ dành cho khán giả của nhà hát. Và nãy giờ trên sân khấu có một người có vẻ hơi lớn tuổi hơn các bạn nghệ sĩ trẻ một chút xíu, nhưng mà anh là điểm nhấn của chương trình ngày hôm nay. Xin được phép mời quý vị gặp gỡ nhân vật này, cùng bước ra ánh sáng để cùng trò chuyện về Tây Bắc với Tùng và quý vị nha. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Trò Chuyện Cùng Thời Gian. Thật ra là phần biểu diễn của anh lên trong chương trình này của chúng ta là phần biểu diễn chính thưa quý vị. Là bởi vì các bạn trẻ thì vẫn tạo ra một cái bản tổng hòa chung. Nhưng mà nếu mà âm nhạc về Tây Bắc mà không có những thước điệu của Tây Bắc thì sẽ không thể tạo nên cái điều đó được. Và nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh xuất thân từ một gia đình giàu truyền thống âm nhạc dân tộc. Là một nghệ sĩ biểu diễn nhiều nhạc cụ khác nhau, đặc biệt là sáo. Không chỉ vậy, anh Linh còn nghiên cứu về âm nhạc truyền thống ở nhiều vùng miền khác nhau, đặc biệt là Tây Bắc thưa quý vị. Mà chúng ta cũng sẽ nhắc đến một cái điều rất là thực tế, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh chắc chắn là muốn biểu diễn hay những ca khúc về Tây Bắc như vậy thì anh phải đi Tây Bắc rất là nhiều lần. Em đoán vậy thôi, nên em xin được phép hỏi anh là anh có nhớ được lần đầu tiên mình đi Tây Bắc là khi nào không ạ? Tôi cũng có vài lần đến Tây Bắc, đi Sơn La, đi Lai Châu, đi Hà Giang. Lần đầu tiên đi thì đó là đi Sơn La. Thực tế ra thì ngay từ nhỏ để tiếp xúc với văn hóa cũng như là đặc biệt là âm nhạc Tây Bắc thì lại là tiếp xúc từ rất sớm, khoảng 7-8 tuổi, thông qua người cha của mình. Cha tôi tên là Đinh Thìn. Cái thời kỳ đó thì cụ nghiên cứu về âm nhạc Tây Bắc, nghiên cứu về khèn bè của người Thái, khèn hâm mông, sáo đôi, những cái loại pí như pí tót rồi pí tăm lay, nhiều nhạc cụ rất là độc đáo được làm bằng tre nứa. Đặc biệt là cụ luôn nghiên cứu và luyện tập và cải tiến cũng như là sáng tạo nhạc cụ. Thì trong cái môi trường đó, nói thật là mình ngấm từ lúc nào không biết. Đặc biệt những cái bài như vừa rồi các bạn chơi, đó là bài Inh Là Ơi mà cha tôi đã thổi bằng cái khèn bè, rồi những cái làn điệu về nhạc của người Hâm Mông. Thì mình chỉ biết như vậy, không có điều kiện mà lên được Tây Bắc đâu, khó lắm. Bởi vì đường xá, phương tiện và cũng không dễ mà lên được. Thời đó thì chúng tôi đi trong tưởng tượng. Đến cái năm mà tôi học đại học, năm thứ nhất, thứ hai ấy, thì tôi có học cái môn âm nhạc dân gian do thầy Tô Ngọc Thanh dạy chúng tôi. Tuy học đại cương thôi nhưng mà cụ kể những cái câu chuyện mà cụ đi xâm nhập thực tế, đi vào các làng bản và phân tích những cái bài dân ca, thì lúc đó chúng tôi mới có được cái gọi là cái thấm đẫm cái nội dung cũng như cái tình cảm của từng bài hát, của từng làn điệu. Dạ. Chúng ta dành cho anh Linh một tràng pháo tay được không ạ? Chắc chắn là với câu hỏi đầu tiên này thì anh cũng đã miên man rất là nhiều dòng suy tư cũng như là kỷ niệm về cuộc sống của chính mình thời thơ bé và đặc biệt là gia đình mình không ạ? Và hồi nãy thì anh có nhắc đến người cha của mình, thì tôi cũng xin được phép bật mí với quý vị. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Đinh Thìn, người đã rất yêu mến sáo Hờ Mông và có những cải tiến đặc biệt dành cho cây sáo này. Và chắc chắn là với cái truyền thống gia đình như vậy thì anh Linh cũng đã yêu âm nhạc Tây Bắc và yêu luôn vùng đất này mới quyết định là gắn bó
lâu bền sự nghiệp của mình với âm nhạc Tây Bắc đến như thế. Vậy thì không biết là Tây Bắc đã để lại trong anh cái điều gì khiến cho anh yêu nhất ạ? Bạn vừa nói từ yêu, thành ra là rất là thú vị. Cha tôi cũng có một từ yêu với cây sáo hormone. Ông cụ đã là người đầu tiên cải tiến cái cây sáo hormone, cải tiến để làm sao âm vực nó được rộng hơn, âm thanh nó hay hơn, và để sáng tác cho cái tác phẩm nó hấp dẫn hơn. Thì cái tình yêu đó của cụ với cây sáo hormone thì cụ đã sáng tác một bài có tên là bài Hẹn Hò. Cho đến đời tôi cũng yêu cái bài Hẹn Hò, và cuối cùng con tôi cũng hẹn hò yêu luôn. Thế thì ba đời yêu Hẹn Hò. Thông thường mà khi mà nhắc đến Tây Bắc là người ta sẽ nói đến tình yêu, và anh cũng nói về tình yêu đối với âm nhạc với cây sáo, nhưng em tin là nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Bởi vì mỗi lần mà em nói một cái gì gọi, hoặc là em đi lên Tây Bắc, em thấy nó cứ mờ sương, nó cứ hơi hơi buồn, hơi hơi vui, nó cứ hơi bệnh rịn, hơi nhớ nhớ, hơi thương thương, nó cứ làm mình cứ say say, cứ mơ mơ, và tất cả mọi thứ nó làm mình yêu, làm mình bị quyến rũ lúc nào không hay, hay mình còn gọi là chất tình Tây Bắc. Và nếu như là một người nghệ sĩ như anh mà nghe đến cái chữ chất tình Tây Bắc thì anh muốn chia sẻ điều gì với khán giả? Bạn đã gợi mở cho tôi nhiều cảm xúc lắm với chữ tình. Thông qua dân ca, thông qua các sáng tác ca khúc của các nhạc sĩ, thì chữ tình thông thường của lứa đôi thông qua giao duyên. Cái giao duyên của thanh niên đồng bào miền núi nó mộc mạc, nó đơn giản lắm, nhưng nó lại sâu nặng. Họ yêu gia đình, yêu vợ, yêu con, yêu bản làng của mình và yêu núi rừng của mình. Dạ. Nói đến Tây Bắc không thể nào không nói tới các phiên chợ, bởi vì đó là một cái cách rất là đặc biệt của người Tây Bắc. Không giống như người miền xuôi chúng ta thì ngày nào cũng đi chợ. Còn đối với Tây Bắc hình như là chỉ đến cuối tuần thì mới có phiên chợ, phải không ạ? Và phiên chợ thì không chỉ đơn giản là một cái sinh hoạt hàng ngày mang tính gọi là kinh tế của người dân, mà còn nhiều ý nghĩa khác, phải không anh? Nói đến phiên chợ lại nói đến chữ tình. Phiên chợ đúng là cái chợ để chúng ta trao đổi hàng hóa và những cái rất là thiết yếu. Nhưng có một loại chợ nữa là nó chợ tình, ví dụ chợ tình ở Sapa. Các bạn cũng biết rồi, rất nổi tiếng. Đó là cái nơi để nam, nữ, thanh niên, người đồng bào dân tộc tỏ tình với nhau. Có một cái điều thú vị đó chính là ở chợ tình đó quý vị, giống như anh Linh nói á, là người ta đến đó để giao duyên, cho nên á, là nó sẽ không chỉ có đơn giản là những hoạt động về mua bán, mà có những cái hoạt động về vui chơi, về chọn nhau, tìm nhau và khoe chính bản thân mình nữa. Khi mà quý vị thấy một anh chàng đang thổi khèn giữa một đám đông, thì không phải là anh thổi khèn là bởi vì anh muốn khoe rằng là anh biết chơi khèn, mà thật ra anh đang muốn khoe là anh rất khỏe. Là bởi vì khi mà thổi khèn mà khuỵ chân xuống, vừa khuỵ vừa thổi là một cái cách thể hiện là cái sức khỏe của anh nam giới đó là cực kỳ tốt. Và đó là cách để anh khoe với các cô gái xung quanh đi chợ tình là: hey em ơi, anh khỏe lắm nha, nhớ làm quen với anh. Thì đó cũng là một trong những cái điều rất là đáng yêu ở chợ tình. Và thưa quý vị, Tây Bắc thì có rất nhiều câu chuyện hay để kể, nhưng mà nếu kể bằng lá cắt âm nhạc thì hôm nay xin mời quý vị cùng đến với một trong những ca khúc rất là nổi tiếng về chữ tình ở Tây Bắc mà chúng tôi vừa nhắc đến. Đó chính là ca khúc Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ. Và ca khúc này chúng tôi xin được phép mời quý vị đến với giọng hát của một cô ca sĩ cũng là người dân tộc Sáng Chay, là người con Tây Bắc đã đến nhà hát HTV để biểu diễn tặng cho quý vị. Đó chính là ca sĩ Sim Nông. Xin mời. Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ.
xuống chợ, ngại ngùng gì hỡi anh, xuống chợ, xuống chợ, xuống chợ với em. Chàng trai khôi ngô ghê. Có tiếng ngựa phi. Chàng trai khôi ngô ghê. Xin cảm ơn những tràng pháo tay dành cho ca sĩ Sim Nong. Và chúng tôi xin được phép mời anh Đinh Linh quay trở lại khu vực trò chuyện cùng với khán giả trong ngày hôm nay ạ. Chúng ta vừa đến với một ca khúc, thì khi mà anh đứng biểu diễn trong đó, anh nghe cái cô Sim Nong có hát bài này, anh thấy thế nào ạ? Một bức tranh ở đó ta thấy về mùa xuân, và các bạn sẽ tưởng tượng xem bên cạnh những bông hoa đó có một bông hoa là một cô con gái nhí nhảnh, thì các bạn sẽ thấy được tác giả đã gửi chúng ta một bức tranh cực kỳ sinh động về vùng Tây Bắc. Dạ, người ta hay nói như thế này là quý vị, có nghĩa là con gái Tây Bắc á, là nhìn góc nào cũng đẹp hết á. Nhìn chính diện thì chắc chắn là đẹp rồi, tại dạ. vì da rất là trắng, nõn, dạ. xinh, má ửng hồng, đúng không ạ? Dạ. Rồi mắt thì lúng la lúng liếng, rất là dạ. đáng yêu. Nhìn sau lưng cũng đẹp, là tại vì khi mà họ đi họ đánh hông á quý vị. Cho nên là nhìn đáng yêu lắm. Nhưng mà cái nhìn cái góc nhìn đẹp nhất của một người nghệ sĩ á, lại là nhìn từ trên cao xuống. Khi mà nhìn họ trên cao xuống thì họ đi cái váy họ xòe á quý vị. Nhìn như những bông hoa đang chập chờn nở, chập chờn khép, chập chờn nở, chập chờn khép ở những cái rừng đèo, rừng núi rất là xinh xắn. Cho nên con gái Tây Bắc kiểu gì nhìn cũng đáng yêu hết. Nhưng mà bây giờ mình trò chuyện về con gái Tây Bắc thì nói mãi sẽ không hết. Em quay trở lại với... đồ nghề của anh, vũ khí của anh, đó là sáo. Là bởi vì cái phần này được gọi là trò chuyện cùng tri kỷ, thì anh Linh được xem là người bạn tri kỷ của âm nhạc Tây Bắc, mà biểu hiện đó chính là sáo Tây Bắc. Nên là hôm nay chắc là cũng sẽ nhờ anh Linh giới thiệu sơ nét với khán giả của HTV về những cây sáo này. Em phải hỏi ngay là anh tặng em điếu thuốc lá hay cái gì đây ạ? Hay là bùa yêu? Anh con cái y chang. Anh làm trước. Bây đi. Giờ thì dạ. quý vị sẽ nghe cái âm thanh của cái này xem đoán nó là cái gì nhá. À,
Một tràng pháo tay được không ạ? Nghe cũng kiểu huyền bí, kiểu mời gọi đi chơi, gọi đi chơi, gọi đi chơi kiểu vậy đúng không ạ? Cái này em nghĩ nó là cái kèn, nhưng mà kèn gì thì em không biết thôi. Đây chính là cái đàn môi của dân tộc người Hơ Mông. Cái đàn môi được làm một cái lá đồng rất nhỏ, và khi ta búng lên thì nó rung. Khi nó rung á, thì nó cộng hưởng một cái miệng của ta, nó phát âm thanh. Khi cái khẩu hình của ta thay đổi thì âm thanh cao thấp khác nhau sẽ xuất hiện. Yeah. À, cái đàn môi thì dùng cho các bé gái nhỏ 12, 13 tuổi và các bé gái đó để chơi giải trí. Nhưng mà tuổi đó thì cũng bắt đầu là cũng muốn có cái thông điệp rồi. Yeah. Tôi chỉ đánh ví dụ thôi, chứ còn nếu mà đúng người đồng bào đánh thì hay lắm. Yeah. Nhưng mà tại sao là gọi là đàn, đưa lên môi thì phải gọi là kèn chứ sao gọi là đàn? À, đàn thì mình gảy. Nhưng để lên môi thì mọi người cứ tưởng là thổi thì gọi là kèn. Thế thành ra là người ta cứ nghĩ là kèn. Nhưng mà thực ra mà mặt kỹ thuật á, thì nó cũng là thổi, là bởi vì khi đó mình thay đổi khẩu hình và mình thở ra thở vào thì tiếng nó cũng thay đổi. À, vừa để lên môi mà vừa thở ra thở vào là kèn hết. Chúng ta mở mic của bạn. Đó. À, em nhớ rồi, cái hồi nãy mình có nhắc đến cái bộ phim Chuyện của Bao, quý vị, là ngày xưa là em nhớ có một cái tên khác của cái tác phẩm đó là Tiếng Đàn Môi Bên Bờ Rào Đá, là cái này đúng không ạ? Mà đã nói tiếng đàn môi thì chắc chắn nó là cái này ạ. Đấy, quý vị biết không, lúc đó Tùng đi dẫn chương trình, Tùng đọc ngược, Tùng nói là xin mời quý vị cùng đến với tác phẩm Tiếng Đàn Đá Bên Bờ Rào Môi. Tại vì Tùng thấy đàn đá nó cũng hợp lý, cho nên là mình bị lộn á, cái thay vì là đàn môi, cái Tùng đó xin mời quý vị cùng đến với đàn đá, cái xong mình nói tới chữ bờ rào môi, khi mình thấy nó hơi kỳ, và giờ mình mới biết là mình đã bị sai lầm, là bởi vì mình không biết về cái đàn kèn này. Nhưng mà giờ đó là một trong những cái anh mang theo. Yeah. Bây giờ tới cái này nè, đây là song kiếm hợp bích nè. Cái này là gì ạ? Đây là cái sáo mà vừa rồi tôi cũng có thổi, đó là sáo mèo, hoặc là gọi là sáo Hơ Mông thì đúng hơn. Cái sáo Hơ Mông thì đã được cải tiến rồi. Thì trước kia thì chỉ làm một cái sáo to này thôi. Nhưng sau này từng mỗi một cái thế hệ lại tiếp tục thì lại làm thêm được cái sáo nhỏ. Thì cái sáo to thì dân gian gọi là sáo mèo nam. Còn cái nhỏ thì gọi là sáo mèo nữ. Cái to nó do âm trầm mà yeah. Cái nhỏ thì nó cho cái âm thánh thót hơn. Khi nào anh thổi vừa nam vừa nữ không ạ? Hai cái luôn, thổi nam nam nữ, nam nữ nam nữ. À, cùng lúc thì không được, nhưng mà mình sẽ chuyển đổi. Yeah. À, thì ngày xưa thì tôi tiếp xúc với cái sáo này và cũng theo ông cụ cũng dạy làm cho. Làm vất vả lắm, phải đi mua đồng, cưa ra rồi bắt đầu lấy búa mà làm sao cho nó mỏng đi, là rất vất vả. Thì cũng đó là cái thời kỳ mà đam mê ông cụ truyền cho để mình vừa tập sáo, vừa làm sáo, vừa cải tiến thế. Cho đến giờ cũng hơn 40 năm đam mê cái nghề sáo này rồi. Dạ, cho nên mới gọi anh Đinh Linh của chúng ta là người bạn tri kỷ trong âm nhạc với Tây Bắc nói chung và với sáo Tây Bắc nói riêng. Và mong quý vị dành một tràng pháo tay nữa cho một cái hành trình rất dài đầy đam mê của anh ấy, với sự nghiên cứu, tìm tòi, với tình yêu, và đặc biệt là cũng đã mang cái tình yêu này để lan tỏa khắp mọi nơi với rất là nhiều khán giả ở mọi miền Tổ quốc, đúng không ạ? Và bây giờ thì anh Linh sẽ tiếp tục biểu diễn cùng với các nghệ sĩ của Trò Chuyện Cùng Thời Gian ở tác phẩm tiếp theo, và tác phẩm này cũng là một trong những tác phẩm được xem là chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị. Chúng tôi đang muốn nhắc đến đó là ca khúc Tình Ca Tây Bắc. Tình Ca Tây Bắc là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, ý thơ Cầm Giang, là một đại diện tiêu biểu của âm nhạc dành cho Tây Bắc. Một màn đối đáp đầy thi ca của đôi nam nữ, dù e ấp ngại ngùng nhưng vẫn bày tỏ được tình ý của mình. Nói thêm về Tình Ca Tây Bắc, đây là sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, phổ thơ Cầm Giang, nhân một chuyến đi sưu tầm nghiên cứu dân ca vào năm 1957. Vốn là một nghệ sĩ chèo, nhưng vô tình đọc và cảm nhận được bài thơ Em là dòng sông Mã, anh là núi Mừng Hung của nhà thơ Cầm Giang, ông đã thử phổ bài hát này.
với những góp ý của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh đã có những điều chỉnh phù hợp để tạo nên tình ca Tây Bắc nổi tiếng cho đến ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phiên bản tình ca Tây Bắc đặc biệt của Trò Chuyện Cùng Thời Gian cùng với nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh và hai nghệ sĩ, đó là ca sĩ Lê Mạnh Cường và ca sĩ Gia Hân. Xin mời quý vị.
rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng. Đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân, đất nước hòa bình hạnh phúc ta. Cảm ơn. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho các nghệ sĩ trên sân khấu được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đi qua cuộc trò chuyện với Thanh Xuân nè, cuộc trò chuyện với Tri Kỷ. Như Tùng vẫn nói trong chương trình này, đó chính là thời gian sẽ giúp chúng ta gạn lọc những điều đã diễn ra trong quá khứ. Chúng ta nâng niu hơn những điều đang diễn ra trong hiện tại và tặng tất cả những điều quý giá đó cho tương lai. Và nói về âm nhạc thì rõ ràng hình bóng của Tây Bắc có thể trải dài theo âm nhạc của Việt Nam qua rất nhiều thời kỳ khác nhau. Và một cái điều rất là diệu kỳ và có thể gọi là rất đáng yêu, đó chính là ngày hôm nay thì chất liệu Tây Bắc vẫn vang lên trong âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc của các bạn trẻ. Chất liệu đó liệu có phải là một trong những chất liệu làm đẹp lên sự giàu có âm nhạc của bản sắc Việt Nam, và có phải là chất liệu duy nhất hay không? Còn con đường nào khác đi cho âm nhạc Tây Bắc và những chất liệu âm nhạc dân gian khác? Thì ngày hôm nay cũng như thường lệ, chúng ta cũng sẽ trò chuyện với thời cuộc thông qua một nhà báo, một người bạn của tất cả quý vị cùng đến đây. Và chúng tôi xin được phép giới thiệu trong số lần này, đó chính là một nhà báo đến từ chương trình giải thưởng Làn Sóng Xanh, là nhà báo Diệu Minh, công tác tại Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chị. Là một người gắn bó với âm nhạc của các bạn trẻ, đặc biệt là Làn Sóng Xanh của giai đoạn mới, thì nhà báo Diệu Minh cảm thấy như thế nào khi mà âm nhạc dân gian Tây Bắc đang tràn vào những ca khúc trẻ hiện nay? Lời đầu tiên thì cho em chào anh Tùng cũng như là chào tất cả các khán giả đang có mặt tại phim trường ngày hôm nay ạ. Nói tới âm nhạc Tây Bắc thì thật sự là về mặt cá nhân thì Diệu Minh cũng rất là thích. Còn về mặt công việc thì ví dụ như Aloy là bài hát mà năm vừa rồi đã lọt vào top 10 của Làn Sóng Xanh năm 2023. Và quay trở ngược lại năm 2020 thì Để Mị Nói Cho Mà Nghe là ca khúc đã giúp cho Hoàng Thùy Linh ôn kiêu, tức là chiến thắng 8 trên 8 đề cử của Làn Sóng Xanh luôn ạ. Và đó cũng là một cái thành tích mà được gọi là đưa vào lịch sử Làn Sóng Xanh, bởi vì hiếm có ca sĩ nào mà chiến thắng tất cả các hạng mục như vậy. Thì để thấy là khi âm nhạc Tây Bắc kết hợp cùng với nhạc trẻ đã có thể tạo nên những cái hiệu ứng mà nó không chỉ là có yếu tố tuyên truyền hay là giữ gìn bản sắc dân tộc, mà nó thực sự đi vào đời sống và thực sự được các bạn trẻ đón nhận. Những cái người nghệ sĩ trẻ hiện nay á, họ rất là thích khai thác các yếu tố âm nhạc dân tộc nói chung cũng như là âm nhạc Tây Bắc nói riêng. Bởi vì khi mà mình làm rồi thì mình sẽ thấy là âm nhạc Tây Bắc thì rất là đặc sắc, độc đáo, độc bản. Và nếu như mà mình mang những cái sản phẩm đó đi so sánh với lại nhạc trẻ của thế giới thì mình sẽ thấy nó hoàn toàn tạo nên một Việt Nam vừa riêng biệt mà vừa rất là hội nhập. Thì đó là cái yếu tố giá trị mà em nghĩ là cùng với thời gian thì văn hóa Tây Bắc, âm nhạc Tây Bắc, thanh âm Tây Bắc đã làm được và sẽ tiếp tục có thể phát huy tốt hơn nữa cùng với những sáng tạo của các bạn trẻ trong thời gian tới ạ. Đó chính là câu hỏi đầu tiên của chúng tôi dành cho nhà báo Diệu Minh. Và như Diệu Minh vừa mới chia sẻ thì quý vị cũng thấy được rằng là sức mạnh của nghệ thuật nằm ở bản sắc, và chúng tôi rất là ghi nhận điều đó. Ở câu hỏi tiếp theo dành cho Diệu Minh trong ngày hôm nay, đó chính là chúng ta vừa nói với khán giả về những ca khúc trẻ, vậy những ca khúc đã gọi là cũ, ca khúc cổ điển thì sao? Đặc biệt là dân ca chẳng hạn, thì làm sao để cho những ca khúc vốn dĩ đã đi qua năm tháng rồi có thể gắn bó với các bạn trẻ, đặc biệt là những các bạn trẻ nhất ngày hôm nay chúng ta gọi là Gen Z chẳng hạn? Với một người làm một cái giải thưởng gắn bó với các bạn trẻ thì Diệu Minh nghĩ sao? Có rất là nhiều những cái bài hát truyền thống
gốc của chúng ta đã được các bạn trẻ hiện nay cover nè, remake nè, bằng những bản phối mới, mang một cái tinh thần mới, với cái sự sáng tạo không ngừng của các bạn trẻ, cùng với những nền tảng mà các tiền bối cha ông ta đã tạo nên được trong âm nhạc dân gian Tây Bắc. Thì khi mà chúng ta có thể hòa quyện và kết hợp hai yếu tố đó với nhau, chúng ta sẽ có những ca khúc mãi mãi đi cùng với thời gian, được thể hiện qua nhiều thế hệ bằng nhiều những cái sáng tạo, những cái góc nhìn, những cái cảm nhận thông qua từng cái giai điệu nó khác nhau. Em nghĩ là như vậy. Cảm ơn nhà báo Diệu Minh rất nhiều ạ. Xin gửi tặng thêm bạn thêm một tràng pháo tay nữa với những đóng góp của bạn, những chia sẻ của bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì ta chuẩn bị đến với một ca khúc rất là quen thuộc. Với Tùng thì Tùng nói đây là một trong những biểu tượng của âm nhạc Tây Bắc. Mang tính biểu tượng là bởi vì chỉ cần nói đến chữ Tây Bắc thôi thì tất cả mọi người đều có thể liên tưởng tới bài hát này. Và thậm chí là bài hát này đã vượt ra xa khỏi biên giới Việt Nam. Mỗi lần các nghệ sĩ đi biểu diễn ở nước ngoài mà cần thể hiện được cái bản sắc văn hóa của mình, đặc biệt là chọn một bài hát vui, thì kiểu gì cũng sẽ chọn ca khúc này. Lần này chúng tôi đang muốn mời quý vị quay trở về với một ca khúc đã ra đời từ năm 1956 thưa quý vị. Đó chính là ca khúc Chiếc Khăn Piêu. Quý vị biết không, Chiếc Khăn Piêu được sáng tác bởi nhạc sĩ Doãn Nho và nó được dựa trên giai điệu của một bài dân ca được bạn gọi là Tăng A Tim. Ban đầu bài hát này có được gọi là Chiếc Khăn Rơi, nhưng sau này thì đổi thành là Chiếc Khăn Piêu. Piêu là một chiếc khăn đội đầu của người Tây Bắc, và những cô gái làm nên chiếc khăn này thì sẽ có một cái sợi dây trên đó được gọi là dây tình, tiếng Thái gọi là sai pen. Thì cái sợi dây tình này của người Thái là nó giống như là cái sợi dây tơ hồng của người Kinh chúng ta, có nghĩa là cái sợi dây tạo nên cái sự gắn bó tình yêu giữa hai người với nhau. Và cái bài hát này nó cũng nói lên cái tình yêu đôi lứa, và nó được bắt đầu bằng tiếng ai vang rừng núi, sao không ai trả lời. Nhưng thật ra thời đại đã trả lời, Chiếc Khăn Piêu vẫn sống mãi dù đã được sáng tác từ rất lâu và được mặc rất là nhiều những màu áo khác nhau bởi nhiều những bản phối khác nhau đến từ nhiều nghệ sĩ trẻ. Và ngày hôm nay sẽ là bản phối riêng của Trò Chuyện Cùng Thời Gian. Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với Chiếc Khăn Piêu ngày hôm nay, với cốt lõi mà chúng tôi muốn mang đến, đó chính là dùng sự sâu sắc của thời gian đi qua cộng với sự mới mẻ của chiếc áo mới tạo nên sự lâu bền của những tác phẩm mà chúng ta yêu quý. Ngày hôm nay, Chiếc Khăn Piêu sẽ cùng quay trở lại với Trò Chuyện Cùng Thời Gian và ca sĩ Đông Hùng. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió, khăn còn đây đợi. Câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn piêu. Chiếc khăn piêu theo chị hồng, theo gió cuốn bay về đâu? Chiếc khăn piêu theo chị hồng, theo gió cuốn bay về đây, vương trên cây. Chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, khăn piêu đây. Ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn đây làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng dấu,
Tràng pháo tay được của quý vị dành cho tiết mục vừa rồi. Vị thân mến, phải nói rằng nét đẹp của Tây Bắc được thể hiện qua rất nhiều cách khác nhau, bằng giọng hát của Đông Hùng, bằng tiếng sáo của anh Linh hoặc là bằng thổ cẩm mà Tùng đang mặc. Tất cả đều chỉ đơn giản để thấy được một điều: văn hóa luôn là một vũ khí sắc bén nhất để chiến đấu, nhưng cũng là một vũ khí để chúng ta luôn luôn cảm thấy yêu hơn nữa tình yêu mà chúng ta dành cho thiên nhiên, cho đất mẹ, cho con người. Và giống như ngày hôm nay, niềm tự hào dành cho chiến thắng Điện Biên Phủ, niềm tự hào dành cho những tình ca Tây Bắc và niềm tự hào dành cho âm nhạc đã giúp cho tất cả chúng ta đã có một cuộc trò chuyện cùng thời gian thật là đẹp. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đến đây để chia sẻ cuộc trò chuyện này. Cảm ơn ban nhạc Thời Gian và nhóm bè kênh
Cadillac đã cùng với chúng tôi đồng hành trong chuyến đi này. Và quý vị thân mến, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 21 giờ thứ 6 tuần thứ 2 mỗi tháng trên HTV9 và các nền tảng số khác của HTV. Bây giờ là lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Yeah.